chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến video tiếp theo của kênh Thảo Dược Đàm Xa nha. Và hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022 rồi. Xin chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Và sau này tiếp tục chia sẻ mọi người một cái thuốc để yếu sinh lý xuất tinh sớm rất là hay nha. Và đây trước mặt mọi người chính là cây thuốc mà sao muốn chia sẻ này. Đây chính là quả của cây kim anh tử nha. Cái thuốc này rất là tốt cho điều trị được xuất tinh sớm này, rối loạn cơ dương này, di tinh mộng tinh này. Bộ phận dùng làm thuốc chính là cái quả của nó nha. Quả này thì mọi người sẽ phải tắt hạt đi, hạt nó sẽ có độc nha. Nhiều người không biết là dùng cả hạt này, thì là người ta đã sơ chế cho sao rồi. Ta mang về sẽ phải tiếp tục phải sơ chế lại nha. Đấy, ta sẽ không dùng được nha, nó có độc ấy. À, tương tự như ba kích, ta chỉ lấy phần vỏ này ra, phần hạt chúng ta sẽ bỏ đi. Vừa rồi thì cha đang nấu cam, và hôm nay tân tiện thì cha sẽ có ít để cha sẽ chia sẻ mọi người. Đấy, cái quả này ta sẽ phải bóc hết cái này đi. Quả này làm rất là kỳ công nha. Đấy, làm sạch chẽ này bây giờ kìa. Đấy, mọi người nhìn đây, chúng ta sẽ phải tắt hạt ra. Đấy, chúng ta sẽ lấy cái tô vít, chúng ta sẽ cậy từng hạt ra một. Ở đây mọi người có thể thấy này, cái này khi làm cái lồng của nó rất là ngứa này. Đấy, hạt dày rồi. Đấy, ta sơ chế sẽ không được sạch chẽ đâu nha, ta phải sơ chế lại. Quả kim anh tử này có tác dụng là tăng cường sức đề kháng của cơ thể này, cầm máu này, có tác dụng bổ thận ích tinh, tráng dương, nó có tác dụng là sinh tân dịch này, ích tinh tủy, bổ thận, cố tinh, tráng ngân cốt, bổ ngũ tạng và dưỡng khí huyết, giúp điều trị như là yếu sinh lý này, suy giảm sinh lý nam, và tác dụng điều trị chứng tiểu đêm này, tiểu xoắn này, rất là hay. Đấy, hay mọi người sẽ phải lấy sạch gai đi nhá. Cái này quả này sẽ có gai nhá. Cái này nó toàn thân nó có gai thôi. Khi chúng ta đã tắt sạch như này, chúng ta sẽ phải sao vàng thôi, và rụng hết cái lông thôi nha. Và khi làm chúng ta sẽ phải đeo bao tay vào, nó rất là ngứa đấy, nó bay lên người rất là ngứa nha. Tay này cũng rất là ngứa này. Đấy, không biết chế biến nó sẽ rất là lâu và nó rất là ngứa. Họ đã nhặt tới cái nào sạch rồi, rồi cái nào chưa sạch cha sẽ làm nha. Đối với vị thuốc này, mọi người sẽ cho vào lỗ cao hoặc sức nước uống đều được nha. Mọi người sẽ kết hợp các vị thuốc như là nhục thú dung này, dâm dương quắc này, tỷ tứ, đỗ trọng bắc, dây tơ hầu xay, thục địa này, rễ cỏ sước này, mỗi vị 20g, chúng ta sẽ sắc đũa hàng ngày nha. Hoặc chúng ta có thể đem lỗ cao chúng ta sẽ sử dụng 10-20g cam nha. Vâng, vừa rồi cha có chia sẻ một phương pháp chữa yếu sinh lý xuất tinh sớm, rối loạn cương dương là cái quả kim anh tử. Mọi người xem video hay, hãy nhớ chia sẻ thật rộng rãi cho bạn bè người thân của mọi người, những ai mà đang bị yếu sinh lý xuất tinh sớm, rối loạn cương dương áp dụng ngay nha. Và sau đây, sau khi kết thúc video tại đây, mọi người nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ và đồng hành cùng cha nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.